Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đa Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trà sữa luôn nằm trong tốt đồ uống được giới trẻ cực kỳ ưa thích. Vị ngọt của trà sữa mắt lạnh uống kèm với chân châu tay mang lại một cảm giác thú vị khi thưởng thức. Tuy nhiên uống nhiều trà sữa sẽ đem lại tác hại cho sức khỏe. Thông tin được tổng hợp tại trang Tân Trí và trang Sức Khỏe Đời Sống. Trà sữa năng lượng cao nhưng nghèo dinh dưỡng Nguyên vật liệu để làm nên ly trà sữa gồm cốt trà, bột kem sữa, đường cát, thêm chân trâu, bánh bút đinh, thạch, vân vân. Với một ly trà sữa, thông thường trên thị trường có dung tích trung bình 400ml, bao gồm 200ml cốt trà, 50g bột kem sữa, 40g đường, 200g đá xay, cung cấp khoảng 400 kcal năng lượng, 14g protein, 13g lipid, 57g glucid, một ly trà sữa 400 kcal tương đương với một số thực phẩm, 1,5 gói mì tôm, hai ổ bánh mì, hai bát cơm. Vì thế, nếu uống 2 đến 3 ly trà sữa trong ngày hoặc uống trước bữa ăn, bạn sẽ khó còn có nhu cầu muốn tiếp nhận thêm các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác. nguy cơ tiểu đường béo phì từ trà sữa chân châu. Theo các nhà hoạt động thuộc Liên minh Phòng chống béo phì châu Á-Thái Bình Dương, trà sữa chân châu ẩn chứa nguy cơ béo phì và tiểu đường cực lớn. Một số loại trà sữa hương vị chứa siro có đường có thể chứa lượng đường cao hơn nhiều so với trà sữa thường. Các bạn hảo vị ngọt của trà sữa cũng rất dễ thừa cân béo phì. Béo phì là nguồn cơn của rất nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có ung thư. Do vậy, bạn nên cân nhắc khi sử dụng. nguy cơ nghẹt thở khi uống trà sữa. Theo các nhà nghiên cứu Đức, trà sữa chân châu tiềm ẩn nguy cơ gây nghẹt thở. Trẻ em, đặc biệt là trẻ em từ 4 tuổi trở xuống, có nhiều nguy cơ bị các vật lạ xâm nhập vào phổi. Đó chính là nguy cơ xảy ra khi hạt chân châu trong trà sữa được hút qua ống hút. Hạt chân châu to, mềm, bám dính nên dù có áp dụng các biện pháp cấp cứu, đẩy dị vật ra khỏi đường thở, hạt chân châu cũng khó bị đẩy ra. Hạt chân châu mắc kẹt sẽ làm biết đường thở, gây ngưng thở, ngừng tim và tử vong không riêng trẻ nhỏ, người lớn cũng có thể bị mắc hạt chân châu trong đường thở. Khi nhận ly trà sữa từ cửa hàng, bạn nên lấy ống hút kèm chiếc muỗng. Ống hút dùng để uống nước, còn muỗng dùng để ăn hạt chân châu hay các loại thạch. Điều quan trọng là bạn hãy uống từ từ, đừng uống quá nhanh. Nguy hại khi dùng trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại chợ đầu mối hóa chất. Tất cả những quầy hàng bán nguyên liệu trà sữa đều cho biết, nguyên liệu làm trà sữa thường có xuất xứ, phần lớn là từ Trung Quốc. Những loại bột sữa, bột trà thường được đóng vào các loại túi lớn không có nhãn mát, hạn sử dụng, thông tin về nhà sản xuất. Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Lan, chuyên gia hóa chất, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết những sản phẩm này đều làm từ những hóa chất thực phẩm, hóa học. Công thức pha chế trà sữa bằng những dạng nguyên vật liệu như vậy không hề cung cấp được chất dinh dưỡng cho cơ thể mà nếu chọn đây là loại thức uống lâu dài thì sẽ có những tác hại nhất định. Cần vận động như thế nào để tiêu hao 500 calo cho một ly trà sữa? Những người uống trà sữa thường xuyên muốn đạt được thân hình chuẩn thì thật là khó vì trà sữa chứa 30 đến 50% đường, lượng đường này đã cung cấp hơn 200 calo một hạt chân châu tạo ra 10 đến 12 calo, một cốc trà sữa loại béo ngậy có thể cung cấp đến 500 600 kcal và hoàn toàn không có chất dinh dưỡng. Nếu uống một ly trà sữa thập cẩm, bạn phải tập thể dục một giờ đồng hồ để khỏi bị béo phì mỡ máu. Nhiều người thích nhẹ nhàng thì đi khiêu vũ bằng một đêm khiêu vũ, đương nhiên phải nhảy những điệu nhảy sôi động thì mới có tác dụng. Bạn phải nhảy liên tục 2 giờ thì mới chuyển hóa hết năng lượng trong trà sữa. Hãy thay thế trà sữa bằng các loại đồ uống lành mạnh khác. Chuyên gia dinh dưỡng tại Singapore cho hay, nếu bạn muốn duy trì cân nặng hoặc kiểm soát lượng calo và đường nạp vào cơ thể, hãy uống trà đen hoặc trà xanh không đường. Bạn cũng có thể thưởng thức một ly trà hoa hồng hay trà bạc hà hương thơm dễ chịu, giúp cho người dùng cảm thấy sảng khoái và thư giãn. Nếu quá nghiện trà sữa, bạn nên chọn trà sữa của các thương hiệu uy tín có nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng đã được kiểm duyệt nên chọn loại trà càng đơn giản càng tốt. Bạn chỉ nên uống tối đa 1-2 lần mỗi tuần. Khi uống, bạn nên chọn ly loại nhỏ và yêu cầu trà sữa với sữa tươi, không cho đường và sữa đặc. Quý vị và các bạn thân mến, những thói quen gây ra chứng khô mắt sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ được khắp lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.